Dạ em xin chào tất cả anh em nhé. Em chào mừng anh em đến với kênh Chăm Sóc Để Thắng anh em. Em lên tiếp cho anh em cũng như bà con cô bác mình tham khảo một em máy này, là cái này là H7 anh em ơi, H7C. Cái này lốc nhôm, đặc biệt là rất nhiều anh em mà có hàng chuộng ở dòng này luôn nè. Đạn gió. Có máy này mấy ngày trước khi mà em về thì có một cô chú nào, em nhớ là chú nào gọi em là kêu em quay cái máy này nè cho chú coi. Chú đang xài cái H7 này nè, chú rất thích, là vì lý do mình khiêng nó rất là nhẹ anh em, khiêng nó rất là nhẹ, rồi dưới nó chạy đạn nó chú thích, chú đang xài thấy nó bền quá rồi chú kêu em là quay cho chú coi, mà bị em nhớ dài quá, bây giờ em không nhớ là cái số điện thoại nào em gọi. Nếu mà chú bữa nay có đang nghe được thì chú đừng có la con ơi, chú là thật sự là con quên thiệt, con không có nhớ lại cái một ngày khách hàng gọi em quá nhiều, không phải gọi người ta khoái mình gì mà mình gửi đồ thiếu nhiều quá, khách hàng gọi phàn nàn một tin rất là đau lòng đó, mà gọi nghe điện thoại tính trong là một khách chốt máy. Thắng ơi, lính mày gửi thiếu tao tao quay, Thắng ơi gửi thiếu dừng dịch, Thắng ơi lính mày gửi không có nắp heo, trời vợ chết đau lòng. Rồi trở về vấn đề chính đó, là em quay chi tiết cho anh em mình coi cái này là H7 có đề, nhưng mà góc đề nó gãy vậy nè, góc đề nó gãy rồi không biết trên bảy. Cái ông này là em nghĩ là cái đầu óc cũng là rất là cao thủ nè, cái người chế cái này nè, lấy cái thùng dầu của anh S40, cái này S40 50 gì đó, chế bắt bát cho anh này rất là xịn sò, thay vì cái dòng máy này là máy trụi mà nó chuyển qua là máy có bình dầu, nó hết trụi luôn. Này máy có lồng chứ nó không còn là máy chuỗi nữa. Bây giờ để không có mất thời gian của bà con cô bác mình, em nhờ tiền test hàng cho bà con mình ha, với đặc biệt thêm một chỗ này nữa chỗ này mới thấy hay nữa nè, cái này người ta có cái bình phụ có nước báo bên đây, không tự nhiên bẻ ra chi con trai là bẻ cái bình phụ của anh khách này, anh chế ra cái chai này giống như cái chai sữa, chai nước suối nhí. Còn cái này thì nữa em gắn lại cho anh em bà con cô bác mình ha. Rồi giờ nhờ con quay, đặc biệt cái máy này em nói anh em là về có dầu chạy luôn, mà dầu bình dầu nước nhóc, bình dầu nước xong không cần xả ra, quay cho anh em mình coi luôn, anh em nhìn nè, bình dầu nãy nước không luôn á. Nếu mà máy này chạy là phải khen nó là rất hay, đặc biệt không đụng cái chìa khóa luôn, bữa nay là không có thợ làm anh em ơi, không có thợ làm, còn chí dân thừa mọi người nhiệm vụ hết rồi, đi giao máy. Máy này em nói anh em là nó nguyên chi đến nỗi là không đụng cái gì hết luôn, có xả dầu bọt không? Không xả dầu bọt luôn hả? Là nó chạy luôn anh em ơi, nói chung là nó chạy luôn, mình không can thiệp gì luôn. Cái này có bô em nghĩ chắc không phải bô nó quá, sao nhìn bô là lạ. Làm tiêu nhiễm quá. H7C. Anh nói anh em là nó zin nó mất nổi độ là em thấy dầu. Cái máy này chạy trước là đầu tiên là em thấy dầu, em nhìn thấy nó còn dầu mà nhìn thấy nước rất là nhiều cho mình nha, em hiểu sao tự nhiên cái em hứng lên đọt tay quay, quay thử em nhìn thấy cái mỏ nó lạ lạ nè, em lấy cái tay quay nè, em đọt vô quay bên trong, quay em thấy nó chạy, rồi em kêu một tiền lấy nước xịt lên cái, lấy dầu xịt lên cái rồi lên sóng của anh em mình luôn, nó nguyên chi luôn á. Nói chung là em nói anh em là không có đụng chạm gì hết, còn cái ống dầu này là ống dầu nguyên bản của nó nha anh em, là trên bãi về sao giữ nguyên vậy luôn, không có đụng chạm gì, chạy đấy cũng được quá nè. Rồi có ai gọi em nè, em cũng xin báo giá sớm nha, em sợ cái nó nhảy ra anh em. Cái máy này em bán cho anh em là 4.7 em bao ship nha, em sợ cuộc gọi có người gọi vô cái là điện thoại em nó sẽ tự động nó đáo video ra ngoài, nếu mà anh em nghe thấy tự nhiên mà có video em nó tắt ngang là lý do
trong quá trình em đang quay mà có cái thang gỗ á là nó tự động nó nhảy cái video ra ngoài nha mày. Rồi em xin báo giá lại cho anh em lần nữa ha, là cái máy này em bán cho anh em là 4.7 em bao ship, nó là Yanma H7C, cái dòng này là gió đạn mà lốc nhôm cực kỳ nhẹ, nó tọt cho anh em bà con cô bác mình lớn tuổi luôn, là chị em phụ nữ vậy á, thì cái dòng này nó nhẹ khi nó lên nha mày, nhẹ khi nó xài bền, nó thâu dầu nữa. Rồi nhờ con trai test lại giùm bác một cái nữa đây. Cái này nãy như lời em nói là hoàn toàn không đụng cây chìa khóa luôn anh em, không đụng cái gì hết. Là khâu đầu tiên là em thọt ra quay vô, quay em nghe nó bơm, rồi em quay em đeo nó cái nó chạy luôn. Tiền của anh em thấy tiền tài tiền hết sức rồi anh em ơi, tội nghiệp nhỏ nhỏ hết sức rồi, chiều nay chắc nhỏ vô mì quá. Tài đã lắm anh em ơi, nhẹ tay à, máy này nó là cử cho anh em ôm nổi bình thường. Cái mặt trước thì em nhìn thấy gì nè anh em, cái này là của nguyên bản của nó, anh thấy nó có lai ốc nè, ở đây có 4 con nhưng mà nó lai hết 2 con nè, 1 con, 2 con này thì chung nổi nè, con này nó không có mai nè, con này nó không có mai, nhưng mà trên bãi về sao để đi diện anh em, em không có dặn cái ốc nó trùng màu gì chứ, có sao để gì luôn, để bán anh em luôn, rồi về nó chạy luôn em để gì luôn, không có can thiệp gì hết. Còn cái boe thì nữa em gắn lên cho anh em bà con cô bác mình nhé, anh em bà con cô bác mình mà có chốt được có máy này thì alo trực tiếp cho em, thì nó có một cái một anh em, không có sợ lộn không có máy nào, nếu chị đi với nó là 1.0.7 5 7 C. Rồi em cũng xin kết thúc cái giá tại đây anh em ơi, anh em nào làm được hú em nha, chào tạm biệt anh em.